Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là chiếc LG L60 Duo. Đây là một chiếc máy mới của LG vừa mới ra mắt tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ trên tay cũng như giới thiệu với các bạn những cái phụ kiện kèm theo và cái phần quà đặc biệt khi mà các bạn mua chiếc LG L60 tại Mai Nguyên. Thì ở phía trước các bạn có thể thấy cái hình ảnh của chiếc LG L60 Duo với cái dáng rất là nhỏ gọn. Tí nữa mình sẽ khui hộp để các bạn xem. Và LG nhấn mạnh tới tính năng knock on của chiếc điện thoại này. Ở phía sau chúng ta có một số những cái thông tin về màn hình, chip xử lý, lượng pin, camera chính của máy và một lần nữa LG nhấn mạnh tới tính năng knock on, một cái tính năng bảo mật rất là hay của những cái dòng máy của LG. Thì bây giờ mình sẽ khui hợp để các bạn xem cái hình dáng của chiếc LG L60 Duo là bao gồm nó như thế nào. Đây là chiếc LG L60 Duo, kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Tí nữa mình sẽ nói kỹ thêm về cái máy này. Ở đây mình có một số những phụ kiện như sau. Đầu tiên là những cái sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây các bạn có thể thấy chúng ta có rất là nhiều những sách hướng dẫn lớn nhỏ tiếng Việt và có cả cái điều khiển bảo hành và cái cách thức để kích hoạt bảo hành cho chiếc điện thoại của LG. Tiếp theo trong hộp chúng ta có một số những phụ kiện khác. Ở đây mình có một viên pin của LG L60 và cái viên pin này có dung lượng cao nhất là 1540 mAh và dung lượng thấp nhất hao hụt của nó là 1500 mAh. Tiếp theo chúng ta có một cục sạc của LG. Và cuối cùng là một cáp micro USB để chúng ta có thể sạc cũng như kết nối với máy tính. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái LG L60 được bán chính hãng tại Việt Nam. Trên tay mình hiện nay đang là chiếc LG L60. Thì các bạn có thể thấy về thiết kế, trước tiên chúng ta có ở mặt trước là một cái màn hình 4.3 với độ phân giải 480 x 800. Thì với cái kích thước điểm mạnh và cái độ phân giải như thế này thì mình cảm thấy cái màn hình này khá là tốt cho cái khả năng hiển thị, dù là ở cái mức là smartphone giá rẻ nhưng mà coi cho cái hiển thị rất là tốt. Ở phía trên chúng ta có vị trí của loa thoại được làm với cái phần màn loa bằng kim loại, logo LG, cảm biến của máy và cái camera trước với độ phân giải VGA. Toàn bộ những cái phím điều hướng của Android như là phím Back, phím Home, phím đa nhiệm và phím Menu thì được dồn ở phần cạnh dưới. Thì LG đã tận dụng cái phần này và chừa ra cái phần màn hình ở phía trong để chúng ta có nhiều không gian hơn để sử dụng. Ở mặt sau thì chúng ta có một cái phần mặt lưng được làm từ nhựa với những cái hoa văn, sọc và dạng chấm bi. Ở phía trên là vị trí của camera 5 megapixel, loa ngoài của máy, đèn LED rất là lớn và logo của LG được in chìm lên phía trên này. Thì phần mặt lưng này khá là đơn giản và mình khá là thích cái phần mặt lưng này, nó rất là bám tay. Toàn bộ phần mặt lưng đều được bo tròn từ sau ra trước, các bạn là từ sau ra trước, cho nên khi mà chúng ta cầm vào trong tay nó không có bị cấn. Ở phía trên thì chúng ta có vị trí của cái giắc cắm tai nghe 3.5. Ở phía dưới thì chúng ta có vị trí của cổng micro USB và cái mic thoại của máy. Ở bên cạnh trái là vị trí của cái phím tăng nhỏ âm lượng nằm ở phía trên. Thì nó đối xứng với phần cạnh ở bên phải với cái phím nguồn của máy. Và ở cạnh bên phải còn có một cái vị trí của một cái khe nhỏ để chúng ta mở được cái nắp lưng của cái LG L60 Duo ra. Thì nhìn chung về cái thiết kế, đây là một sản phẩm thuộc dòng giá rẻ cho nên LG không có trang bị cũng như thiết kế cái điện thoại này quá xuất sắc như những cái điện thoại khác. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì mình cảm thấy cái chiếc điện thoại này khá là đẹp và nó có cái phần viền xung quanh tuy là bằng nhựa nhưng mà LG đã làm nó giống như là nó bằng kim loại và nó tạo cho chúng ta cái cảm giác cầm cái máy này nó mỏng một tí và nó khá là cứng cáp. Đó là cái ý kiến của mình về cái thiết kế của LG L60 Duo. Về cái phần giao diện bên trong thì máy chạy trên nền Android 4.4.2. Đây mình sẽ vào trong phần cài đặt để các bạn xem. Đây máy chạy trên nền 4.4.2 và toàn bộ cái phần giao diện đã được LG giữ nguyên từ cái Android gốc. Các bạn có thể thấy đây không có tùy biến nhiều, tại vì đây là một cái sản phẩm với cái cấu hình cũng tương đối là thấp chứ không phải gọi là cao. Với chip xử lý Dual Core có xung nhịp 1,3 GHz, RAM chỉ 512 MB, cho nên LG đã không tùy biến quá nhiều cái phần giao diện này để giữ cho nó được cái độ mượt. Đây các bạn thấy toàn bộ phần giao diện bên trong và bên ngoài đều là giữ từ Android gốc, ngay cả trong cái phần cài đặt thì cũng không có những cái tùy biến. LG làm như thế này để cho cái giao diện nó được nhẹ nhàng và không có bị lắc trong quá trình chúng ta sử dụng. Đây là phần thanh notification, các bạn thấy hoàn toàn là giống như cái giao diện Android gốc. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm một số những tính năng. Trước tiên là phần chụp ảnh của chiếc LG L60 Duo để xem khả năng chụp ảnh nó như thế nào. Ở đây mình có một cái vật mẫu và một cái bình hoa, mình sẽ chụp thử để các bạn xem. Thì ở đây tính năng chụp ảnh của LG L60 là fixed focus. Mình xin nhắc lại là fixed focus, cho nên chúng ta không có thể chạm vào để lấy nét như là những cái điện thoại khác. Đây, và chụp. Rồi, sau khi chụp xong thì chúng ta có thể xem ngay. Thì với một sản phẩm giá rẻ như thế này thì cái phần chụp ảnh mình không có yêu cầu nó quá nhiều, cho nên chúng ta cũng chỉ sử dụng cái tính năng chụp ảnh để chúng ta sử dụng để up lên những cái trang mạng xã hội thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong cái phần lướt web thử để các bạn xem cái tốc độ lướt web của cái LG L60 như thế nào. Mình sẽ vào website Zing để mình đọc một cái bài báo chẳng hạn. Đây, mình đã vào trong web của Zing. Các bạn có thể thấy cái tốc độ lướt web của nó khá là tốt, rất là mượt. Thì với cái mức giá ở cái tầm thấp như thế này thì đây là một chiếc điện thoại rất là tốt rồi. Cái khả năng của nó theo mình là rất là tốt đối với những gì mà chúng ta có thể sở hữu ở cái mức giá là 2.290.000. Và thêm vào đó thì LG còn tặng thêm cho chúng ta một cái ốp lưng dành cho LG L60. Mình sẽ mở ra để các bạn xem. LG L60 được tặng thêm cái ốp lưng ở mặt sau thì được làm giống như là cái chất liệu ở trên cái mặt lưng, còn mặt trước thì nó trơn. Đây là một cái ốp lưng thì những cái cạnh nó được làm trong suốt. Mình sẽ ốp vào để các bạn xem. Đây, khi chúng ta ốp vào nó sẽ như thế này và nó bảo vệ cho cái máy chúng ta toàn diện. Chỉ phần mặt trước các bạn cần dán màn hình, còn nó không thì các bạn có thể sử dụng luôn cái miếng răng tiền mà nhà sản xuất đã dán lên đây và chúng ta sử dụng, không có cần phải dán thêm màn hình cũng được. Thì đây là một sản phẩm LG hướng tới để cạnh tranh với những sản phẩm giá rẻ khác của những nhà sản xuất như Asus hay là Samsung với Samsung Galaxy V và Asus là ZenFone 4. Thì với kiểu dáng nhỏ gọn và cái màn hình đẹp thì mình hy vọng chiếc LG L60 sẽ là một đối thủ đáng gờm của những chiếc điện thoại giá rẻ của Samsung và Asus. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.